cầu thủ 100 triệu ngày càng chơi gần khung thành. Các vụ chuyển nhượng 100 triệu euro từng tập trung vào các vị trí tấn công. Nhưng thời thế lúc này đã thay đổi, bầm tấn cũng đến từ hàng tiền vệ, thậm chí là tuyến phòng ngự. Tất nhiên các tiền đạo vẫn ngốn nhiều ngân sách chuyển nhượng nhất của các câu lạc bộ. Nhưng cần biết rằng trong mùa hè 2023 này, ba vụ chuyển nhượng đắt giá nhất đều là các tiền vệ trung tâm, bao gồm Moise Caicedo, 116 triệu euro, Declan Rice, 116 triểu euro và Jude Bellingham, 103 triệu euro. Cầu thủ tấn công duy nhất cán mốc 100 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng hiện tại là Harry Kane, 110 triệu euro. Bản hợp đồng đắt giá nhất trong mùa hè 2023 là Moise Caicedo, trái, một tiền vệ phòng ngự. Các tiền đạo không mất giá nhưng các cầu thủ tuyến dưới đang trỗi dậy. Mùa hè 2017, Ederson rời Benfica sang Man City với giá 40 triệu euro, khi đó là thủ môn đắt giá thứ nhì lịch sử sau Gianluigi Buffon, 53 triệu euro. Nhưng sau 6 năm, mức giá của Ederson đã trở nên lạc hậu. Alisson Becker tới Liverpool với giá 75 triệu euro và ngay sau đó Kepa Arrizabalaga tới Chelsea với giá 85 triệu euro. Mức phí 100 triệu euro cho thủ môn chỉ là câu chuyện một sớm một chiều. Các câu lạc bộ ngày càng chi nhiều tiền cho tuyến dưới. Thực tế đó không chỉ xuất phát từ lý do giá cầu thủ bị thổi phồng mà còn gắn liền với sự phát triển chóng mặt của bóng đá hiện đại. Nếu như Pep Guardiola thèm khát một thủ môn giỏi chơi chân, Ten Hag cần những trung vệ phát triển bóng giỏi thì Mauricio Pochettino có nhu cầu bức thiết với các tiền vệ phòng ngự toàn năng. Đây là thời đại mà mỗi vị trí đều phải đáp ứng đòi hỏi kỹ chiến thuật rất phức tạp nhằm phục vụ lối chơi đa dạng của các chiến lược gia hàng đầu. Tiền đạo vẫn là ngôi sao nhưng tầm quan trọng của các tuyến dưới đã được nâng lên đáng kể. Có thể xem N'Golo Kan là người đánh thức vai trò cốt yếu của các tiền vệ phòng ngự khi cùng Leicester vô địch Premier League 2015-16. Kan góp phần nâng tầm vai trò tiền vệ phòng ngự và mở ra xu thế săn đón các chuyên gia đánh chặn. Sự xuất sắc đến ngạc nhiên của Kan góp phần định nghĩa lại giá trị của một tiền vệ phòng ngự. Các câu lạc bộ lớn bắt đầu tìm kiếm những chuyên gia đánh chặn toàn năng. Một cầu thủ dọn dẹp không mệt mỏi và có thể che chắn cho 5 cầu thủ tấn công tuyến trên. Đó là lý do các tiền vệ phòng ngự ngày càng có giá. Declan Rice và Moise Caicedo đã vượt qua mốc 100 triệu euro. Mùa trước Enzo Fernandez về Chelsea với giá 121 triệu euro. Trong khi Casemiro ở tuổi 30 vẫn được Manchester United mua về với giá 70 triệu euro. Man City cũng vừa chiêu mộ Joko Gadeon với giá 90 triệu euro, biến cầu thủ Croatia thành trung vệ đắt giá nhất trong lịch sử. Nhưng kỷ lục của Gadeon sẽ sớm bị phá trong một sớm một chiều. Cái hay của Gadeon thì đã bàn nhiều, một trung vệ biết làm bóng và vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mức giá 90 triệu euro của Gadeon còn đến từ chính suy nghĩ trong đầu của Guardiola. Bóng đá hiện đại không còn tôn thờ các tiền đạo. Ở bất kỳ vị trí nào, anh cũng có thể quyết định một phần không nhỏ lối chơi của tập thể. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.